Một nhóm lính đánh thuê đang bắn liên tục vào khu rừng. Chính họ cũng không biết đang phải đối mặt với thứ gì, nhưng có thứ gì đó sau những cái cây ngoài kia. Một thứ mà họ không thể thấy, một thứ đang giết từng người họ. Một người lính trẻ ngừng bắn để nạp đạn. Khi cậu tháo băng đạn ra khỏi súng trường của mình, một bóng đen vụt qua. Người lính bên cạnh cậu đột nhiên ôm chặt cổ rồi khuỵu xuống, máu rỉ ra qua kẽ tay của anh ta. Một bàn tay nắm lấy vai chàng trai làm cậu sợ hãi quay lại, xém chút nữa đã bắn vào người chỉ huy. Người chỉ huy lớn tuổi nói với cậu rằng họ cần phải rút lui. Cậu cùng một nhóm nhỏ còn sống sót bỏ chạy khỏi khu rừng, cố gắng thoát khỏi thứ đáng sợ kia. Khi họ đang bỏ chạy, một bóng đen vụt qua và một trong số họ bị lôi đi. Cậu nghe thấy âm thanh kỳ dị xen lẫn với tiếng hét của người lính kia, nhưng đã quá muộn để họ có thể làm gì để cứu anh ta. Thêm một người khác bị lôi đi và biến mất sau lùm cây. Bây giờ chỉ còn lại người chỉ huy và cậu. Sau khi thoát khỏi khu rừng, họ đến một khu đất trống có trang trại nhỏ bị bỏ hoang. Người chỉ huy ra hiệu cho họ tiến về phía đông trại và cả hai nấp vào một góc của ngôi nhà. Với khẩu súng đã lên đạn, họ quan sát xung quanh, chờ đợi dấu hiệu của con quái vật đã giết những đồng đội của họ. Cậu muốn biết kế hoạch là gì, nhưng cậu vừa mở miệng hỏi người chỉ huy thì ông đã đặt tay lên miệng và ra hiệu cậu tiếp tục quan sát. Cậu bé ló đầu ra nhìn nhưng không thấy bất cứ thứ gì đáng ngờ. Mọi thứ đều tĩnh lặng cho đến khi người chỉ huy hét lên. Cậu liền quay lại và thấy có thứ gì đó xuất hiện trên ngực ông. Đó là một hình tròn màu đen. Không phải là một màu đen bình thường, mà như thể nó đang nuốt mọi ánh sáng vào trong nó vậy. Người chỉ huy hét ngày càng to hơn khi lỗ đen kia lớn dần. Nhưng dù vậy, tiếng hét của ông lại nhỏ dần đi, ngay cả khi ông vẫn tiếp tục la hét. Cậu bé nhìn người chỉ huy dần dần biến dạng và bị hút vào lỗ đen trên ngực ông. Cơ thể của người chỉ huy bị gấp lại, ngày càng nhỏ đi cho đến khi biến mất hoàn toàn vào trong lỗ đen, và rồi lỗ đen đó cũng biến mất. Cậu bé không biết điều gì vừa xảy ra và cũng không có thời gian để suy nghĩ, bởi cậu nhận ra con quái vật đã xuất hiện. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ thứ gì giống như thế. Cậu chạy vào trong ngôi nhà, đóng chặt cửa rồi đẩy một chiếc bàn cũ chắn ngang cửa, hy vọng có thể ngăn cản con quái vật. Cậu nhìn xung quanh và phát hiện một chiếc giường đặt cạnh tường. Đó là nơi ẩn náu tốt nhất mà cậu có thể tìm thấy. Cậu liền chui xuống gầm giường, nép sát mình vào tường nhất có thể. Cậu nín thở quan sát tình hình, không biết nên làm gì tiếp. Không gian trở nên tĩnh lặng, không còn tiếng la hét của những người bị giết hay tiếng kêu kỳ dị của con quái vật nữa. Có lẽ nó đã quyết định bỏ cuộc và quay trở lại khu rừng. Nhưng cậu bé vẫn không dám chui ra khỏi giường. Trong khi quan sát cánh cửa, lo sợ thứ gì đó ập vào, cậu bỗng nhìn thấy một thứ gì đó khác. Một lỗ đen khác xuất hiện giữa căn phòng. Nó dường như bẻ cong ánh sáng xung quanh, làm biến dạng cả góc phòng. Cậu bé nhìn chăm chăm vào nó. Bỗng từ lỗ đen, một cái chân xuất hiện, và rồi thêm một cái chân khác từ trong lỗ đen bước ra. Ngay lúc này, cậu có thể nhìn thấy đôi chân gầy và nhọn của con quái vật đang đứng ngay trước giường. Với tiếng kêu thê thê, con quái vật dễ dàng ném chiếc giường sang một bên. Biết bị phát hiện, cậu sợ hãi thu mình lại. Con quái vật hét lên, há to cái miệng dường như chia khuôn mặt không hề có mắt đó ra làm đôi, để lộ hai hàm răng lởm chởm. Cậu bé hét lên sợ hãi và nhận ra rằng quái vật này không phải là không có mắt. Bên trong cái miệng kỳ dị của nó, một quả bóng xanh lam xuất hiện, không hề có móng mắt, nhưng cậu biết bất kể thứ này là gì thì nó cũng đang nhìn cậu. Cậu cảm thấy ngực mình căng lên, cậu nhìn xuống và thấy một lỗ đen đang hình thành trên ngực mình. Cậu cảm thấy cơ thể bị bóp chặt và nghiền nát, dần dần bị hút vào điểm kỳ dị này. Tất cả mọi tiếng động, kể cả tiếng la hét của cậu đều biến mất khi cậu dần bị kéo vào trong lỗ đen này. Nhưng sau đó, cậu bé nghe thấy điều gì đó. Cậu nhìn lên và thấy rằng con quái vật đã trúng rất nhiều vết đạn. Nó quay đầu để trốn thoát và lao ra bức tường của ngôi nhà. Lỗ đen trên người cậu biến mất và cậu nhìn thấy người đồng đội và cũng là vị cứu tinh của mình đang đứng trước cửa. Anh ta ôm lấy cổ họng đang chảy máu của mình bằng một cánh tay, tay kia đang cầm khẩu súng trường. Cậu bé lao đến khi anh ta gục xuống sàn, máu chảy ra từ cổ và anh ta không còn nói được nữa. Nhưng anh chết khi biết mình đã cứu được người bạn trẻ của mình. Cậu bắt đầu cảm thấy rất mệt mỏi và ngồi xuống bên cạnh người đồng đội của mình. Giờ đây chỉ còn lại một mình cậu. Toàn bộ đồng đội đã bị giết bởi con quái vật. Cậu cảm thấy buồn nôn và chóng mặt. Cậu ho vào tay mình và khi nhìn lại thì nó dính đầy máu. Một nhóm mấy cậu bé đang dạo trên con đường mòn trong rừng, chơi đùa với nhau khi chúng đột ngột dừng lại và trở nên yên lặng. Có điều gì đó ở phía trước chúng, đó là một người đàn ông nằm bên vệ đường. Các cậu bé trông có vẻ sợ hãi, không biết có nên kiểm tra người đó hay không. Nhưng sau đó, cậu bé nhỏ nhất trong số chúng đã can đảm tiến đến chỗ người đàn ông. Không muốn để đứa nhỏ nhất khiến cả đám trông giống như những kẻ hèn nhát, những đứa trẻ còn lại cũng nhanh chóng bước đến. Người đàn ông bên đường đang rên rỉ và có vẻ đau đớn. Khi chúng đến gần hơn, chúng có thể thấy rằng anh ta chắc chắn đã gặp phải một tai nạn khủng khiếp. Da xám xịt và có vẻ những cánh tay gầy guộc của anh ta chỉ có 3 ngón tay. Chúng nên làm gì? Cậu bé nhặt một cành cây và dùng nó chọc vào người đàn ông vì không muốn chạm tay vào anh ta. Nhưng trước khi cậu kịp làm vậy,
Người đàn ông quay lại, há miệng hét lên một cách kinh khủng để lộ ra con mắt màu xanh lam. Mấy cậu bé liền dùng tay bịt tai lại và quay đầu bỏ chạy. Vài tuần sau, tại một thị trấn nhỏ ở Guatemala đã diễn ra một cuộc họp. Đám đông những người trong phòng đang tức giận chỉ mắng thị trưởng. Người đứng trên bục yêu cầu ông trả lời về những gì đã xảy ra với những người thân đã chết hoặc mất tích của họ. Hàng loạt bức ảnh được treo trên bức tường phía sau thị trưởng để tưởng nhớ những người đã biến mất trong rừng hoặc chết một cách bí ẩn vì một căn bệnh. Trong đó có cậu bé dũng cảm. Một người đàn ông hét vào mặt thị trưởng muốn biết con gái của mình đang ở đâu. Một người khác hỏi làm thế nào mà người chồng khỏe mạnh của cô lại có thể chết vì bệnh trong khi anh ta hoàn toàn khỏe mạnh chỉ vài ngày trước đó. Thị trưởng cố gắng trấn an những người dân đang giận dữ trong căn phòng, nói với họ rằng ông ấy biết có tin đồn về một con quái vật trong rừng, nhưng đó chỉ là tin đồn. Nhưng ông cảnh báo rằng có thứ gì đó ở ngoài kia, mặc dù ông không biết chính xác là gì, có thể là một sinh vật hay người nào đó đang làm cho mọi người mắc bệnh, cũng có thể thứ đó đã giết chết họ. Cả ông ta và cảnh sát đều không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra. Nhưng có một tin vui, một nhóm người đã đến để giúp đỡ họ. Thị trưởng chỉ về phía một người đàn ông trông nghiêm nghị trong bộ quân phục đang đứng cùng một nhóm nhỏ có binh sĩ khác và một nhà khoa học ở bên cạnh bục phát biểu. Thị trưởng giới thiệu với họ, tướng Matroy đến từ Mỹ và ông ta sẽ giúp họ. Đám đông không hưởng ứng theo cách mà thị trưởng mong đợi, nhưng ít nhất họ cũng ngừng la hét khi tướng Matroy bước lên bục và cảm ơn thị trưởng về lời giới thiệu. Vị tướng lướt mắt của đám đông đang chờ đợi câu trả lời về con quái vật đột nhiên tấn công thị trấn của họ. Ông ta nói với họ rằng đúng là ông được chính phủ Hoa Kỳ cử đến đây để điều tra những gì đang xảy ra và ngăn chặn bất kỳ mối đe dọa nào đang tồn tại trong rừng bằng mọi giá. Ông ấy không thể hứa rằng sẽ có thể tìm thấy những người mất tích và đưa họ trở về, nhưng ít nhất ông có thể ngăn chặn những điều tương tự có thể tiếp tục xảy ra. Sau đó, ông ta giới thiệu cho những người còn lại trong nhóm của mình và nói với đám đông rằng những người mà ông mang theo đã được đào tạo đặc biệt để đối phó với loại tình huống này và rằng họ không cần lo lắng. Điều duy nhất mọi người cần làm là đừng cản trở họ, tất cả sẽ được giải quyết. Sau đó, ông ấy bước xuống khỏi bục phát biểu khi đám đông bắt đầu la hét lớn hơn. Tướng Matroy bước tới cạnh nhà khoa học đang đứng cạnh cùng đội với ông. Tiến sĩ Keter, cậu nghĩ thế nào? Nhà khoa học chỉnh kính của mình và trả lời. Đây là những gì tôi chờ đợi. Các đốc công luôn nhắc tôi ngày này sẽ đến. Có vẻ ngày này cuối cùng đã tới. Nhóm binh lính do tướng Matroy chỉ huy băng qua khu rừng rậm. Tiến sĩ Keter ở ngay phía trước họ, sử dụng bộ đếm Geiger để lần theo sinh vật. Những tiếng lách cách phát ra khi lượng bức xạ tăng lên giúp anh ta biết nó đã đến từ hướng nào. Họ lần theo nguồn bức xạ đến một bãi đất trống trong rừng, nơi từng là một ngôi làng nhỏ. Hầu hết các tòa nhà đều bị bao phủ bởi nhiều lớp dây leo chằng chịt. Nhưng khi trời ngày càng tối, đây có vẻ là một nơi an toàn nhất mà họ có thể tìm được để cắm trại qua đêm. Những người lính tản ra để khảo sát toàn bộ ngôi làng, trong khi tiến sĩ Keter tiếp tục tìm kiếm các dấu vết phóng xạ. Khi tướng Matroy đang kiểm tra một ngôi nhà hoang, một trong những người lính kêu lên: "Chỉ huy, có vẻ những máy phát điện này vẫn dùng được." Cùng với tiếng động cơ diesel khúc khí vang lên, những ánh đèn trong làng bỗng được thắp sáng. Giờ đây, họ đã có chỗ trú ẩn và ánh sáng. Dù không nói ra, nhưng tướng Matroy đã cảm thấy lo lắng khi phải qua đêm trong rừng. Nhưng giờ đây, ít nhất nỗi lo lắng đã giảm bớt nhờ vào những ánh đèn vàng. Tối hôm đó, tướng Matroy hỏi tiến sĩ Keter về dấu vết của sinh vật kia. Tiến sĩ Keter cảm thấy bối rối. Các số liệu cho thấy có nhiều dấu vết phóng xạ dẫn vào ngôi làng này. Anh ta quả quyết rằng sinh vật nhất định đã đến đây. Nhưng anh ta lại không tìm thấy bất cứ dấu vết nào. Như thể nó tiến đến ngôi làng và sau đó biến mất vào hư không. Bên ngoài, một người lính canh gác nói với những người còn lại đang ngồi quanh đống lửa hãy im lặng. Vì anh ta nghĩ rằng đã nhìn thấy thứ gì đó ở trong rừng. Ngay lập tức, mọi người đứng dậy và lập đội hình phòng thủ và quan sát từ động tĩnh từ phía khu rừng. Nó đây rồi! Anh ta nói khi một bóng đen di chuyển ngay bên ngoài khoảng đất trống. Không, nó ở đằng này. Một người lính khác ở phía đối diện nói. Làm thế nào mà sinh vật có thể di chuyển nhanh như vậy xung quanh họ? Có lẽ nào ngoài kia không chỉ có một mình nó. Những người lính đứng thành vòng tròn để đảm bảo rằng thứ đó không thể lẻn ra phía sau họ. Nhưng họ không nhận ra rằng một lỗ đen đang dần hình thành sau lưng họ. Và từ đó một đôi chân gầy nhọn bước ra. Tiếng bộ đàm của vị tướng bỗng vang lên. Tôi nghĩ chúng ta vừa phát hiện ra thứ gì đó ở đây, thưa chỉ huy. Lời nói bị cắt ngang bởi những tiếng la hét và tiếng súng. Tướng Matroy bảo tiến sĩ Keter cứ ở yên bên trong rồi chạy ra khỏi ngôi nhà. Cuối cùng ông ấy cũng nhìn thấy con quỷ mà họ đang truy đuổi. Sinh vật cao gầy đang tàn sát đội của ông. Nó lao vào giữa họ với tốc độ kinh hoàng, dùng bàn tay ba ngón của nó xé toạc cơ thể họ, chém những người khác bằng móng tay sắc như dao cạo, moi bụng và ngấu nghiến cơ thể của họ trước khi chuyển qua mục tiêu tiếp theo. Vị tướng dùng khẩu súng trường bắn vào sinh vật nhưng không trúng, song như vậy là đủ để khiến nó rút lui. Tướng Matroy chạy trở lại bên trong ngôi nhà nơi tiến sĩ Keter đang đợi.
Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Ông ấy không biết phải mô tả con quái vật vừa giết tất cả người của mình như thế nào. Nó không giống bất cứ thứ gì ông từng chứng kiến trước đây và mọi kinh nghiệm không ích gì khi đối mặt với nó. Khi cả hai người đang cân nhắc xem phải làm gì tiếp theo, bộ đếm Geiger trên bàn đột nhiên phát âm thanh cảnh báo. Chỉ số bức xạ càng lúc càng tăng, như thể một lượng lớn bức xạ đột ngột tràn ngập căn phòng. Vị tướng nắm lấy người tiến sĩ và kéo anh ta ra ngoài. Cả hai thoát ra khỏi ngôi nhà ngay trước khi nó tự sụp đổ, biến mất vào điểm kỳ dị hình thành bên trong nó. Hai người đàn ông nhìn lên thì thấy con quái vật đang đứng ngay trước mắt. Cái miệng khổng lồ há ra để lộ đôi mắt to xanh lam. Có chừng! Tiến sĩ Keter hét lên. Nhưng thứ anh ta muốn nói không phải là con quỷ. Anh ta và tướng Machoy liền lăn sang một bên, vừa kịp để tránh khỏi đường dây điện đang rơi xuống. Đường dây điện chạm đất khiến khu vực xung quanh bị nhiễm điện. Trên mặt đất bỗng xuất hiện tia lửa điện nhấp nháy. Con quái vật hét lên một tiếng đau đớn và gục xuống đất, thu tròn mình lại và cố gắng che miệng bằng cánh tay gầy guộc. Có phải dây điện giật không? Vị tướng hỏi, bối rối không biết điều gì đột ngột ngăn chặn cơn thịnh nộ của con quái vật. Nhưng tiến sĩ Keter nhận ra đó không phải là do nguồn điện, mà chính ánh sáng nhấp nháy đã khiến sinh vật bất động. Khi tiến sĩ Keter chưa kịp trả lời, tướng Machoy đã dùng súng bắn lưới bắt giữ sinh vật trong khi nó còn đang la hét. Tiến sĩ Keter đang kiểm tra sinh vật tại một chiếc lều sau khi bắt giữ nó tại ngôi làng. Một nguồn sáng nhấp nháy được gắn vào bên trong lồng giam sinh vật. Nhưng ngay cả khi anh ta tắt đèn, sinh vật màu xám kia vẫn nằm cuộn tròn và bất động trên sàn. Anh ta tự hỏi liệu có phải sinh vật đang đói không? Nhưng nó không quan tâm bất kỳ loại rau thịt, trái cây hay rau củ nào mà họ đưa cho nó. Vị tiến sĩ đứng trước cửa của chiếc lều mới được dựng lên. Anh ta đưa báo cáo vừa được ghi chép cho tướng Machoy, người đang muốn đưa sinh vật này đến Hoa Kỳ với một môi trường giam giữ an toàn hơn. Tiến sĩ Keter nhấn mạnh rằng anh ta lo ngại cuộc hành trình có thể giết chết sinh vật và chấm dứt việc nghiên cứu và thử nghiệm đầy triển vọng mà họ có thể thực hiện trên mẫu vật đáng kinh ngạc này. Vị tướng quay lưng bỏ đi, nhưng dừng lại để trao thi thể của một trong những người lính của ông đang được khiêng đi. Tiến sĩ Keter quay trở lại về việc nghiên cứu của mình và nhận thấy điều gì đó. Miệng của sinh vật đang hơi hé mở so với trước đó. Tiến sĩ Keter chợt nảy ra một ý tưởng. Đêm hôm đó, tiến sĩ Keter lẻn vào nhà xác tạm thời và lấy đi một cánh tay bị đứt lìa của một trong những thi thể. Trở lại lều nghiên cứu, anh ta đưa cánh tay qua song sắt và đặt nó vào chuồng. Sinh vật không phản ứng, nhưng tiến sĩ Keter tiếp tục theo dõi và chờ đợi. Sau một thời gian, cuối cùng sinh vật này cũng cử động. Đây là lần đầu tiên anh ta thấy nó di chuyển kể từ khi nó bị bắt. Sinh vật vươn bàn tay dài ra và nắm lấy cánh tay trước khi bắt đầu ăn nó. Mày thích nó hơn đúng không? Tiến sĩ Keter hỏi, và dường như để đáp lại, sinh vật gặm ngấu nghiến cánh tay như một đứa bé. Sẽ còn rất nhiều nữa nếu như mày ngoan ngoãn. Tất cả những gì ta muốn nghiên cứu là cơ thể mày và cách mày hoạt động. Sinh vật này tiếp tục gặm khúc xương sau khi đã ăn toàn bộ phần thịt trên đó. Đúng rồi, mày sẽ ngoan mà phải không? Anh ta nói khi đến gần chiếc lồng. Mày sẽ giúp ta nổi tiếng khắp thế giới. Chẳng bao lâu nữa, mọi người sẽ biết cái tên Herman Kitt. Bàn tay của sinh vật thò ra từ giữa các song sắt nhanh đi bước. Anh ta thậm chí không bao giờ nhìn thấy nó. Tiến sĩ Keter bắt đầu hét lên khi nó lắm lấy và cao vào mặt anh ta. Một người lính canh bên ngoài chạy vào, nhưng một độ đen ngay lập tức xuất hiện bên ngực anh ta, khiến anh ta từ từ bị hút vào trong đó. Sinh vật thả tiến sĩ Keter đầy máu xuống sàn. Anh ta cố với lấy nút kích hoạt đèn khẩn cấp thì một lỗ đen xuất hiện bên trong lồng. Sinh vật liền bước vào nó trước khi thoát ra ngoài một lỗ đen khác ngay bên ngoài song sắt. Nghe tiếng động, nhiều binh sĩ tiến vào lều và nhìn thấy sinh vật đang ăn tiến sĩ Keter, hiện vẫn đang còn sống. Họ liền nhấn nút kích hoạt đèn khẩn cấp khiến sinh vật bắt đầu la hét và chạy rối loạn, cố gắng thoát khỏi ánh đèn nhấp nháy. Nhiều tấm lưới được bắn vào sinh vật, ghim chặt nó xuống đất khi tiếng la hét của nó từ từ biến thành rên rỉ. Theo lệnh của các đốc công, sinh vật này được chuyển đến ADRIS-19, một căn cứ an toàn nằm ở đâu đó Bắc Mỹ. Giám đốc địa điểm đang thuyết trình trước một nhóm và giải thích rằng nhờ vào phát hiện của cố tiến sĩ Keter, họ biết rằng sinh vật này có dấu hiệu sợ hãi và trở nên yếu ớt khi có ánh đèn nhấp nháy, và nó không thể tạo ra các lỗ đen mà nó sử dụng để tấn công và di chuyển tức thời khi ở trong trạng thái yếu ớt này. Tuy nhiên, khi khỏe mạnh, sinh vật này cực kỳ nguy hiểm nhờ tốc độ, sức mạnh và sự tinh danh. Người ta cũng phát hiện ra rằng nó không thể di chuyển xuyên qua trì, chất liệu dùng để xây dựng phòng giam mới của nó. Và các thủ tục an ninh nghiêm ngặt được thực hiện bao gồm việc lắp đặt một cánh cửa chống cháy làm bằng thép cường lực và giám sát bởi lực lượng được trang bị súng và đèn công suất cao. Giám đốc địa điểm rời khỏi phòng và các đốc công bắt đầu thảo luận về số phận của sinh vật được gắn số hiệu số 86243AR001, mặc dù hầu hết đều gọi nó một cách đơn giản là 001. Một trong những đốc công cho rằng sinh vật phải bị truy lùng và bắt giữ để bảo vệ loài người. Ai biết được rằng có bao nhiêu cá thể như vậy chưa được phát hiện?
Giờ đây, họ biết rằng những tin đồn về những loại thực thể này không đơn thuần chỉ là những sự kiện đơn lẻ và có thể còn vô số những sinh vật như vậy nữa. Hàng trăm, thậm chí có thể hàng nghìn. Các đốc công còn lại nhất trí, một trong số họ cầm bản báo cáo do giám đốc địa điểm để lại và nói cần phải biên soạn lại báo cáo này ngay lập tức và bắt đầu một kho lưu trữ tài liệu mới. Đây chỉ là nguyên mẫu đầu tiên. Tôi cảm giác rằng có thể sẽ còn nhiều sinh vật tương tự nữa. Tôi hy vọng bạn thích thú khi tìm hiểu về đề xuất SCP-001 này. Hãy cho tôi biết những thông tin mà bạn muốn biết thêm trong phần comment và đảm bảo rằng bạn sẽ đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ bất cứ điều dị thường nào khi chúng tôi nghiên cứu sâu hơn và rõ hơn về các kho lưu trữ bí mật của tổ chức SCP-001.